Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Bộ Công Thương, kết cấu hạ tầng dịch vụ thương mại trong những năm gần đây nhờ được quan tâm đầu tư nên đã có nhiều cải thiện. Bước đầu hình thành hệ thống phân phối hàng hóa như các chợ đầu mối, chợ, cửa hàng bách hóa, cửa hiệu tạp hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của đồng bào các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Sở dĩ thương mại ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo có được những bước tiến đáng kể, một phần quan trọng là do hệ thống cơ chế chính sách về kinh tế, thương mại cơ bản đã được nghiên cứu, ban hành và thực sự là công cụ điều chỉnh các hoạt động thương mại ở khu vực này đi đúng hướng. Qua đó góp phần khuyến khích, thu hút được các doanh nghiệp, các hộ gia đình, những thương nhân và cư dân trong khu vực tham gia vào hoạt động thương mại tại địa phương. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về thương mại đã góp phần củng cố các hoạt động chính trị, đối ngoại, đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là đối với khu vực hải đảo trong bối cảnh hiện nay. Yếu tố quan trọng nhất để phát triển cái thương mại ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, rồi vùng hải đảo và biên giới thì nó là cái chuyện mà nâng cao cái sức mua của người dân. Thế còn thương mại biên giới thì nó có một cái sự phát triển mạnh mẽ trong cái thời gian vừa qua, nhưng mà cũng cần phải có những cái chính sách, có những cái điều chỉnh tiếp để nó phát huy được những cái thế mạnh và những cái hiệu quả của nó đối với cái kinh tế xã hội của cái vùng này nói chung. Tuy nhiên, sự phát triển thương mại dịch vụ và hệ thống phân phối hàng hóa trên địa bàn các khu vực nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo hiện còn có khoảng cách khá xa so với các địa bàn khác. Ở khu vực này, các hoạt động thương mại hàng hóa dịch vụ còn nhiều khó khăn do nhiều địa phương ngân sách eo hẹp, chưa có điều kiện đầu tư đúng mức cho lĩnh vực thương mại. Nguồn ngân sách đầu tư hỗ trợ từ ngân sách trung ương cũng còn hết sức hạn chế. Khả năng xã hội hóa, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển vào địa bàn này còn thấp. Chúng tôi có 8 huyện miền núi, thì hàng năm đều có những cái phiên chợ về miền núi hết. Và hiện nay làm thương hiệu là chúng ta đã làm được cái thương hiệu rượu Ba Kích ở Tây Giang và sản phẩm Bồn Bông ở Tiên Phước. Là chúng tôi đã xây dựng thương hiệu rồi. Và về xúc tiến thương mại á, để báo với chị á, khó khăn hiện nay các doanh nghiệp đặc biệt như Copmart, BC là nói là to như thế đấy, mời đi miền núi người ta hầu như cũng rất là hạn chế. Cho nên nói là chính sách cần đưa hàng Việt về nông thôn miền núi, nhưng mà mời những cơ sở lớn thì rất là khó. Nhà nước cũng rất là quan tâm đến những cái hoạt động thương mại biên giới, thì ở trung ương cũng như ở địa phương cũng ban hành nhiều cái chính sách riêng đặc thù. Riêng Tây Ninh chúng tôi thì cũng có một số cái chính sách riêng của mình để khuyến khích các doanh nghiệp phát triển thương mại qua tuyến biên giới. Thời gian qua, mặc dù chính phủ và các bộ ngành có liên quan đã ban hành và triển khai nhiều cơ chế chính sách để khuyến khích ưu đãi đầu tư vào khu vực thị trường này, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi triển khai hoạt động. Để phát triển hoạt động thương mại, khuyến khích sản xuất hàng hóa và tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại khu vực nông thôn, miền núi và biên giới hải đảo trong thời gian tới, thì việc tổ chức mạng lưới kinh doanh giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vì mạng lưới kinh doanh một mặt sẽ đảm bảo cung ứng các nguyên liệu, vật tư, các công cụ lao động cần thiết cho nông nghiệp và các hoạt động sản xuất khác ở khu vực nông thôn, miền núi, cũng như cung ứng các loại hàng hóa công nghiệp tiêu dùng. Mặt khác, mạng lưới kinh doanh cũng sẽ đảm bảo tiêu thụ các loại nông sản hàng hóa và các sản phẩm hàng hóa khác trên địa bàn, tạo điều kiện để khu vực kinh tế này phát triển, nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo.